Chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bí quyết khỏe và đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi thực hiện dưới sự tài trợ của nhãn hàng viên uống Hoa Thiên, tăng cường nội tiết, bí quyết trẻ đẹp. Và vị khách mời sẽ đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, người sẽ đồng hành cùng chương trình cũng như giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề suy giảm nội tiết tấu của phụ nữ sau tuổi 30. Lời đầu tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do đã dành thời gian tham dự chương trình lần này. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự mà chương trình đã ghi lại được. Tôi năm nay 33 tuổi, đã có gia đình và hai cháu. Công việc của tôi khá ổn định, các con ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, thu nhập của hai vợ chồng đủ trang trải chi tiêu. Vậy nhưng thời gian gần đây tôi luôn cảm thấy tâm lý bất ổn, đặc biệt là sự xuất hiện của những dấu hiệu như bốc hỏa, lo lắng, hồi hộp và hay cáu gắt. Tôi thực sự lo lắng và không biết mình đang gặp phải những trở ngại nào về tâm lý. Mong bác sĩ của chương trình tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn chương trình. Qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn là Phó Giáo sư cũng đã hiểu rõ được tâm trạng cũng như là lo lắng của rất nhiều các chị em phụ nữ khi bước sang tuổi 30. Chúng ta đều biết rằng người phụ nữ thì đến cái tuổi ngoài 30, như các cụ nói là trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, là từ xa xưa, từ lâu rồi thì do tuổi tác, theo thời gian, nồng độ nội tiết tố nữ suy giảm và thiếu hụt và mất cân bằng. Đó là nguyên nhân chủ yếu mà được các nhà khoa học trên thế giới từ trước nay xác định, nguyên nhân thiếu hụt nội tiết tố sinh dục nữ mà gây nên cái sức khỏe, ảnh hưởng sức khỏe người phụ nữ, mà nặng nhất là ảnh hưởng sức khỏe sinh dục. Đúng là vấn đề này khiến cho chị em phụ nữ rất là lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là đời sống tinh thần. Vậy thưa Phó Giáo sư, làm thế nào để chị em phụ nữ có thể nhận biết là mình đang bị suy giảm estrogen ạ? Thì người phụ nữ ngoài 30, thậm chí ngoài 25, người ta cảm thấy các cái biểu hiện của cái dấu hiệu, tôi nói dấu hiệu toàn thân cái đã. Dấu hiệu toàn thân là gì? Là tự nhiên mình cảm giác mệt mỏi, rồi đau lưng, mỏi gối, thậm chí mồ hôi cứ toát ra tự nhiên thế thôi. Có biểu hiện khác ngoài da nữa, da tự nhiên thấy nó khô và ở mức độ nó sạm, thế rồi có thể nó khô hơn nữa thì có những vết nám vân vân, bốc hỏa, thế về rối loạn giấc ngủ, ngủ khó ngủ và ngủ không ngủ đẫy giấc. Hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do là estrogen có nguồn gốc thảo dược như thế nào thì sẽ phù hợp với phụ nữ sau tuổi 30? Cái nội tiết tố estrogen được có nhiều trong các thảo dược, như là nhiều nhất là mầm đậu tương, về đậu nành, về hoặc một số dược thảo khác nữa như tục đoạn, đương quy vân vân, thì cái đó là cái thông thường chị em nên tìm. Xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học, những nguồn thảo dược quý này đã được sản xuất và bào chế dưới dạng viên nang rất tiện ích. Và gần đây thì Ngọc Trang cũng đã thấy một số các chị em cứ nói đến vấn đề suy giảm nội tiết tố lại dì tay nhau nhắc đến viên uống Hoa Thiên. Và điều này đã được chúng tôi ghi lại qua một đoạn phóng sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là viên uống Hoa Thiên thì Mỹ Lệ cũng sử dụng, cũng có một quá trình sử dụng và cảm thấy rất là tâm đắc với sản phẩm này. Nó làm cho những cái người phụ nữ qua khỏi tuổi 30, người ta không còn phải lo lắng. Viên uống Hoa Thiên thì Mai cũng được biết là ở trong viên uống Hoa Thiên nó có tinh chất mà gợn nành, có vitamin E, vitamin A, nói chung là có những cái thảo dược rất là tốt để mà giúp cho cái giấc ngủ của mình nó sâu hơn, tốt hơn. Cho nên tại sao Mai tìm đến cái viên uống Hoa Thiên, bởi đơn giản một điều là Mai rất là quan trọng về cái giấc ngủ. Sau một thời gian sử dụng viên uống Hoa Thiên thì Diệu Hương thấy là cái làn da của mình được cải thiện rõ ràng. Rõ ràng là mình trắng, làn da trắng sáng hơn, các nếp nhăn được cải thiện hơn, giấc ngủ của mình cũng sâu hơn. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, là chúng ta cũng nhận ra những người đẹp trong đoạn phóng sự vừa rồi đều là những người được mệnh danh là người đẹp không tuổi. Và họ có chia sẻ một bí quyết làm đẹp của mình, đó chính là viên uống Hoa Thiên. Vậy Phó Giáo sư có thể giúp cho khán giả cũng như là Ngọc Trang hiểu rõ hơn về những tác dụng của viên uống Hoa Thiên ạ? Thực sự mà nói thì cái viên uống Hoa Thiên là hiện nay đã được trên cộng đồng cái dược trường đã được chấp nhận rồi, và cũng nhiều phụ nữ biết đến, bản thân tôi cũng đã biết rồi, vì tôi nghĩ rằng đây là một cái nguồn cung cấp bổ sung estrogen từ thảo dược rất là tuyệt vời, từ tinh chất mầm đậu tương với hàm lượng cũng rất là cao ở trong viên uống đó, và ngoài ra còn các cái chất khác nữa như là quy dâu, như là ngưu tất, như là ích mẫu, như lô hội, vitamin E, vitamin C, các cái vitamin mà rất cần cho ngăn chặn sự lão hóa, chống gốc tự do, chống oxy hóa,
để làm cho người phụ nữ có thể khỏe hơn nữa. Cũng khác đối với da, đối với ổn định giấc ngủ chẳng hạn, thì từ cái ích mẫu chẳng hạn, rồi lô hội, rồi như là L-cysteine. L-cysteine thực chất là một tinh chất từ chế từ nhung hươu sao, nhung hươu, và nó có tác dụng chống gốc tự do, chống oxy hóa, và nó có rất có tác dụng là đối với mắt nữa, đối với da, đặc biệt đối với da, và nó tác động làm cho cái melanin đẩy ra ngoài cùng với lớp sừng để thải ra ngoài. Melanin là sắc tố da tạo cái vết nám, cái đen đấy. Thế thì đây là cái tác dụng của cái acid L-cysteine vào cơ thể mà đã được các công trình nghiên cứu khẳng định rồi. Tôi nghĩ nó có mặt ở trong viên uống hoa thiên này thì giúp cho chị em da trắng hơn, và nó bản thân nó là chống gốc tự do, và nó tác động tốt các cái, một số cái cơ quan bên trong cơ thể nữa, và chủ yếu là tác động tới cái sinh, tăng cái sinh lý nữ, và tôi nghĩ là rất là tốt. Bước qua tuổi 30, phụ nữ có những biến đổi về thể chất và tâm sinh lý khiến họ không khỏi băn khoăn về đời sống vợ chồng, giấc ngủ, làn da. Tìm hiểu từ căn nguyên, khoa học đã chỉ ra rằng suy giảm nội tiết tố chính là nguyên nhân dẫn đến những biến đổi của phụ nữ sau tuổi 30. Suy giảm nội tiết tố nữ sau tuổi 30 gây khô hạn, giảm ham muốn, ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc vợ chồng. Suy giảm nội tiết tố nữ gây bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Suy giảm nội tiết tố nữ gây nhăn da, khô da, sạm da, khiến phụ nữ thiếu tự tin. Viên uống hoa thiên với tinh chất mầm đầu tương, collagen, L-cysteine cùng các dược liệu quý giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Viên uống hoa thiên giảm khô hạn, tăng ham muốn, cho đời sống vợ chồng thêm mặn nồng. Viên uống hoa thiên cân bằng nội tiết tố nữ, cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Viên uống hoa thiên cân bằng nội tiết tố nữ, khắc phục tình trạng da nhăn, khô, sạm, cho làn da căng mịn, trắng sáng. Viên uống hoa thiên cân bằng nội tiết, bí quyết trẻ đẹp. Và chắc hẳn là phó giáo sư tiến sĩ Hồ Bà Do có rất là nhiều lời khuyên hữu ích dành cho chị em phụ nữ để họ luôn tự tin bước sang tuổi 30. Đối với người phụ nữ hiện nay trước áp lực rất lớn từ nhiều phía tác động sức khỏe người phụ nữ. Thế thì ngoài những cái điều mà các chị em đã biết rồi, ví dụ là dinh dưỡng đảm bảo, uống nhiều nước, ăn nhiều rau, rồi tránh stress, cái căng thẳng, thế rồi tránh ra nắng ABC, rất là nhiều thứ. Thì tôi nghĩ rằng nên bổ sung thêm cái viên uống hoa thiên là một cái sản phẩm mà bổ sung cái estrogen từ thảo dược rất là an toàn, rất là lành và ích lợi đối với sự thiếu hụt của phụ nữ. Và nó không những nó bổ sung và nó còn đảm bảo sự cân bằng của tôi sinh nữ nữa. Xin là cảm ơn những lời khuyên vô cùng hữu ích của phó giáo sư tiến sĩ Hồ Bà Do trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và chương trình lần sau với chủ đề giữ lưỡi yêu nhờ tăng cường nội tiết tố. Và một lần nữa xin là cảm ơn nhãn hàng Viên uống hoa thiên giúp tăng cường nội tiết, bí quyết trẻ đẹp đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.